Ngược lại anh ơi, ngược lại. Có anh ạ, bên em có máy phát. Máy phát này loại ăn dầu thì loại 5 kg thì bao nhiêu tiền? 19 triệu rưỡi. Qua ma đấy. 3 kg. 3 kg thì nó là 13 triệu. Thế là có lại có đề gì? Có đề cả giật đề, có cả giật cần đề ạ. Vâng. Thế là ăn xăng hay ăn dầu? Chạy dầu ấy. 13 triệu. Con 3 kg thì là máy khung, còn con 5 kg thì có chống ồn. Ngược 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 lại. Đây anh lúc nào lắp cái bộ lồng này là cho nó vuốt ra đằng sau anh. Ôi, nó có nước vậy. Nó có con nước. Không có nước nó cuốn. Ừ. Phải làm ấy. Không, đây nhà này chỉ mua làm nhà chứ không đi kiếm đâu. Ăn gì mà đi kiếm. Vừa nhà mình thôi. Kiếm được 200 nghìn sao khó kiếm lắm. Làm nhà mình thôi. Ăn gì đi làm nhà mình. Ruộng này là của nhà mình luôn này. Nhà mình. À đấy, từng làm ruộng nhà họ ra họ lại bảo. Rút ra không? Từ từ. Con bò nó phải đập đập mới đi chứ còn cái này bóp là đi. Thả là dừng. Lúc nó không đổ thì làm nào. Không, cái này nó dễ. Cái này nó dùng lành. Không biết cái máy này nó dễ nổ đấy. Đất nhiều quá. Máy móc đi nó bấn nó vào nó nhanh. Không, đồ nó đấy, nhiều khi đang mới là nước sơn đấy. Đấy. Mới nó còn khít. Đất nó vào. Với nên nó chỉ được thời gian đầu cái đồ làm bấn hay làm sao nó bền được những cái đồ thành. Không, riêng dầu nhất mình cứ thay cho nó đầy đủ là được anh ạ. Cứ bảo dưỡng định kỳ cho nó là nó dùng ngon rồi. Anh chỉ sợ là bộ con số nó không được. Có số thì anh yên tâm. Để em thử cho vòng rồi anh thử cảm ơn nha. Anh tiện tay từ từ anh về cái kia ra cho em. Vâng, cũng phải thế thôi chị, giờ làm ruộng nhiều làm gì đòi sạch được. Thì chưa ga lên kìa, chưa ga lên kìa. Dầu hết dầu. Đang đánh hết dầu.
hết dầu. Bây giờ làm nào nó lên? Về nhà lấy cái can dầu trên đỉnh mái tầng. Gác ra cái chân trầu. Cái máy này chỗ nào mình còn sâu thì mình tì đây xuống anh ạ.